những mối lo dành cho xe ô tô điện. Sau thành công của xe điện VF34 thì VinFast mới đây đã bắt đầu nhận cọc VF8. Tuy nhiên thì anh em nào đang muốn mua xe ô tô điện thì hãy cân nhắc những mối e ngại như sau. Đối với xe ô tô xăng thì anh em chỉ cần tạt vô trạm xăng tầm 5-10 phút là đổ xăng có thể đi ngay. Tuy nhiên thì đối với VinFast xe điện, anh em cần phải đợi một thời gian để sạc pin. Phát vẫn đang trong quá trình hình thành, lắp đặt các trạm sạc nhanh. Do đó mà khi đi xa hoặc đi du lịch, anh em cần phải tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng thời gian đi, hành trình và các trạm sạc. Lưu ý tiếp theo khi mà anh em mua xe ô tô điện đó chính là khoảng không gian để đậu xe và lắp đặt trạm sạc tại nhà. Không phải ai cũng có đủ không gian để lắp đặt các trạm sạc và đậu xe ô tô tại nhà, nhất là các anh em ở chung cư hoặc là các khu đông dân cư. Đây là vấn đề anh em cần lưu ý nha. Mối lo ngại cuối cùng đó là tại vì xe ô tô điện tại Việt Nam chưa có được phổ biến, do đó thì các gara bảo hành hoặc là bảo dưỡng xe ô tô vẫn chưa có được thịnh hành. Khi mà anh em muốn bảo dưỡng hoặc là bảo trì xe ô tô điện, nhất là các anh em ở vùng ven biển hoặc là vùng sâu vùng xa gì đó, thì muốn bảo hành hoặc bảo dưỡng thì rất là khó. Và đó là những lưu ý mà anh em có thể cân nhắc trước khi quyết định xuống tiền mua xe ô tô điện. Anh em có ý kiến gì hãy comment ở phía dưới cho mọi người cùng biết nhé.